Tuyến xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh xây dựng ốp lát gạch nha. Thì có rất là nhiều anh em cầu Tuấn làm một video và ốp bằng hầu dầu xi măng ốp lên tường và xong rồi gỡ ra xem nó có bọp không. Thì hôm nay Tuấn sẽ làm cho anh em xem nha. Đây là keo, cái thùng keo nha anh em, và còn thùng hầu dầu này nha. Thì keo nó có cái độ dẻo nha anh em. Đây là Tuấn đang ốp keo, bây giờ Tuấn sẽ ốp cái thùng hầu dầu quậy thử cho anh em xem nha. Có rất là nhiều anh em nói keo ốp ngon hơn hồ dầu, dầu ốp nó sẽ lẻ hơn nha anh em. Phải lấy cái máy đánh bọt anh em đánh lên cho nó đều nha. À đây là gạch men nha anh em, là gạch men ngâm nước nha. Tuấn sẽ ốp lên tường và Tuấn sẽ gỡ ra cho anh em xem. Vì dầu nếu mà anh em đóng bằng xi măng anh em phải kỹ một xíu, gạch men mà ốp keo nữa là ok nha anh em, quá chuẩn luôn, quá chắc luôn. Tuấn sẽ lấy cái thùng hồ dầu này, Tuấn sẽ làm ốp lên tường cho anh em xem nha, xong rồi Tuấn sẽ gỡ ra cho anh em xem. Thì khi anh em ốp lên tường bằng hầu dầu á, anh em nào mà xài hầu dầu xi măng á thì anh em tưới tường thật là kỹ nha. Nếu không tưới tường thật là kỹ thì nó sẽ bị vên chớp, vài phút sau anh em ốp chừng khoảng cỡ 3-4 phút sau tự động nó vên chớp nha anh em. Thì Tuấn cũng có hướng dẫn rồi, chia sẻ anh em rất là nhiều video rồi. Tưới qua một lớp, tưới thật là kỹ. Một lần anh em ngồi anh em hút thuốc đã đợi đi khoảng cỡ chừng 5 phút sau anh em tưới một đợt nữa. Tưới chừng nào mà cái tường nó no nước á thì anh em hãy làm nha. Anh em tưới liên tục á, nó cái tường nó hút không kịp á, khi anh em ốp vô nó vẫn bị bên chớp bình thường nha anh em. Đây Tuấn sẽ gỡ ra cho anh em xem luôn nha. Tường này Tuấn cũng đã có tưới rồi nha anh em. Đây anh em thấy viên gạch rất là ok nha. Con cái mà anh em ốp bằng xi măng hầu dầu á, có con cái thì anh em hơi cực, cái anh em tưới nước thôi. Mà không tưới nước, anh em chỉ cần tưới nước mà cái tường nó hút thì anh em tưới qua một lần một, em đóng khoảng cỡ 2-3 phút sau tự động nó vên chớp rồi. Anh em đóng bằng cỡ nào nó cũng vên chớp hết. Nó đóng hầu dầu anh em phải kỹ xíu. Cứ tưới hết cái tấm tường, xong rồi anh em ngồi anh em chơi khoảng 2-3 phút anh em tưới lại lần nữa. Và anh em ngồi khoảng 2-3 phút anh em tưới một lần nữa, anh em tưới có khi là 2-3 đợt luôn nha anh em. À cái tường nó no nước và anh em đóng nó không có bị tình trạng vên và chớp nha, và không bọt nha. À, nếu keo thì khỏi cần. Keo thì nó có độ co giãn nha anh em. Chỉ cần mà cái tấm tường anh em không bụi là ok. Vì keo ốp bằng keo á, nó tới 4-5 tiếng nó mới khô nha anh em. Tuấn sẽ ốp một viên nữa cho anh em xem nha. Làm kiểu này nó sẽ hạn chế tối đa cái độ bọt của nó nha anh em. Khi cái bức tường của anh em á, chưa anh em tưới không kỹ á, thì nó sẽ rút nước vô. Và anh em khi anh em ốp á, xi măng nó khô rất là lẹ. Đây những cái tấm tường này Tuấn ốp bằng keo nha. Tuấn review, Tuấn quay cho anh em xem thôi nha. Tuấn quậy hai một xô dầu này Tuấn làm cho anh em xem thôi nha. Tuấn sẽ ốp cái viên này lên là Tuấn sẽ gửi ra cho anh em xem nha. Tuấn cũng có làm những cái video cách làm không bọt với anh em nền, và Tuấn cũng có gửi ra và ốp bằng keo ốp tường, Tuấn cũng có gửi ra cho anh em xem nha. Đây nó sẽ vẫn bị nhưng mà nó rất là hạn chế, rất là ít nha anh em, độ bọt của nó rất là ít. Rồi cái đây là Tuấn đang lát nền này bằng keo nha anh em. Thì anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng bay răng cưa bằng đẩy gạch Ryobi, máy laser, cây cân bằng, con đội gạch, ước đo lỗ khoan ống nước thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình bên Tuấn nha. 0377007661 hoặc số điện thoại 0979913066 nha. Bên Tuấn chỉ có hai số điện thoại ở trên màn hình bán hàng thôi nha anh em. Ngoài ra anh em đặt những cái số khác là bên Tuấn không chịu trách nhiệm nha. Giờ đa số người ta làm, người ta cần cái độ chuẩn rất là nhiều. Những nhà người ta có điều kiện, người ta thứ nhất là người ta ốp bằng keo. Keo thì nó sẽ mắc hơn, thì cái độ bền nó sẽ lâu dài hơn. Những cái chung cư cao ốc bây giờ đa số cũng ốp keo rất là nhiều nha anh em. Tại vì bây giờ đa số là gạch đá rất là nhiều. Thì ở dưới quê thì đa số là gạch men, ở dưới miền quê nông thôn thì đa số gạch men nó nhiều. Tại vì cái gạch men nó rất là nhiều cái mẫu đẹp, còn gạch đá thì nó ít cái mẫu đẹp lắm. Nếu mà anh em mua ốp tường nó ít cái mẫu đẹp, gạch men nó rất là nhiều. Thì cái đó thì nếu gạch men anh em ốp bằng hầu dầu thì ok, còn mà gạch đá anh em ốp mà bằng hầu dầu á thì khoảng chở chừng vài tháng vài năm thì nó sẽ bung thôi. Đá với xi gạch đá với anh em làm bằng xi măng á nó sẽ không có bám nha. Cái này Tuấn đi sửa ở chung cư cao ốc rất là nhiều Tuấn biết nha. Mà ốp mà khoảng làm khoảng chở chừng cao ốc chừng 40 tầng mà ốp cái tầng mẫu mà lên khoảng cỡ chừng lên tầng 20 cho tới 25 là ở dưới nó bọt rất là nhiều luôn, nó tự động nó xúc ra luôn nha anh em. Nếu mà ốp bằng hầu dầu này đi refresh rất là nhiều luôn. Giờ đa số giờ người ta gạch đá người ta ốp keo luôn.
Nhiều anh em hỏi keo mà khoa pha xi măng thêm, nó có được không, thì Tuấn trả lời là được nha anh em. Thì keo cái nhà sản xuất người ta đã sản xuất ra keo á, người ta tác dụng của người ta đã làm hết tất cả rồi, anh em chỉ cần mà vô nước là làm thôi. Còn mà muốn tiết kiệm chi phí á, thì anh em pha vô, pha cũng như một bao pha 50-50, bao xi măng, bao keo, thì nó sẽ giảm lại cái tuổi thọ của thằng keo nha anh em, cũng như nó độ bám nó 10 lần. Khi anh em pha vô nó sẽ còn 50-50, nó sẽ chỉ còn 5 cho tới 7 lần thôi, giảm lại cái độ bám dính nha. Thì cái phần bình luận của Tuấn tới đây Tuấn xin tạm dừng nha. Anh em thấy kênh hữu ích hay á, thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của Tuấn nha. Em nào mà có thắc mắc thì gì thì cứ comment ở dưới phần bình luận, thì Tuấn sẽ trả lời hoặc Tuấn làm video cho anh em xem nha. Em nào mà chưa có xem những cái video hướng dẫn của Tuấn á, thì cứ bấm từ khóa xây dựng ốp lát gạch xem từ tập 1 lên nha anh em. Rồi Tuấn xin chào anh em nha, hẹn anh em những cái video kế tiếp nha. Xin mời anh em xem tiếp video. Rồi Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.